Thưa quý vị, sáng nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tặng quà nhân dân, lực lượng cảnh sát cơ động và lực lượng hải quan tỉnh Đồng Tháp. Nhân dịp về thăm Đồng Tháp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dâng hương tại khu di tích Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Cao Lãnh. Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc là nhà nho yêu nước, thân sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam. Sau khi đỗ phó bảng, năm 1906, cụ Nguyễn Sinh Sắc nhậm chức thừa biện bộ lễ, sau đó là tri phủ lĩnh nhiệm tri huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định. Tuy nhiên, sau một thời gian thì bị triều đình nhà Nguyễn cách chức, cụ vào miền Nam sinh sống tại làng Hòa An thuộc tỉnh Đồng Tháp để dạy học, bốc thuốc chữa bệnh giúp đỡ người nghèo và sống cuộc đời thanh bạch cho đến lúc qua đời. Đến chúc Tết ở nhiều địa điểm, cơ quan, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới bà con nhân dân tỉnh Đồng Tháp, nhân dân các huyện biên giới Hồng Ngự, Tân Hồng và thành phố Hồng Ngự, lực lượng cảnh sát cơ động và lực lượng hải quan Đồng Tháp. Chủ tịch nước và đoàn công tác đã trao tặng nhà đại đoàn kết, tặng quà các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị chức năng. Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đoàn kết, nỗ lực đưa địa phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu tương lai gần không còn hộ nghèo. Mong các lực lượng chức năng cùng với bà con nhân dân khu vực biên giới luôn đoàn kết một lòng phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.